Xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Ba ngày 23 tháng 8 năm 2022. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Nội chính Trung ương phối hợp Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ ngành Nội chính Đảng năm 2022. Tham dự lễ khai mạc hội nghị có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị diễn ra từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 năm 2022 với sự tham dự của hơn 400 đại biểu là cán bộ công chức của 57 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Theo kế hoạch, đây là đợt tập huấn cuối năm 2022. Trước đó, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hai đợt tập huấn nghiệp vụ ngành nội chính đảng tại Hà Nội và Bình Định. Mục đích hội nghị nhằm phổ biến, cập nhật, hướng dẫn trong toàn ngành nội chính đảng những nội dung cơ bản về chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp của đảng và nhà nước, những nhiệm vụ trọng tâm của ngành nội chính đảng, hướng dẫn nghiệp vụ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy thời gian tới. Hội nghị với nhiều nội dung được xây dựng công phu, nghiêm túc, hấp dẫn, cùng với đội ngũ báo cáo viên là lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương có kinh nghiệm, cả lý luận và thực tiễn, là cơ hội để các đại biểu trang bị các kiến thức, thông tin một cách hệ thống, cơ bản, liên quan đến đường lối, quan điểm của đảng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Nhằm tạo mối quan hệ gắn kết, kịp thời nắm bắt tình hình, trao đổi thống nhất các nội dung hoạt động, những thuận lợi khó khăn, qua đó phối hợp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Hội nghị trao đổi công tác giữa hai bên đã diễn ra vào sáng ngày hôm qua. Bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh dự hội nghị. Trong năm qua, quan hệ nối kết chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả tốt đẹp, tạo ra những giá trị thiết thực cho đời sống của cộng đồng tăng ni Phật tử và đồng bào thành phố. Đặc biệt trong giai đoạn thành phố trải qua đại dịch COVID-19, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố cũng đã ủng hộ 2,2 tỷ đồng, trong đó trao tặng 1.000 phần quà trị giá 1,2 tỷ đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch, đóng góp 1 tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo thành phố. Ngoài tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác an sinh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố cũng kiến nghị tăng tính kết nối lâu dài giữa hai đơn vị bằng ký kết một bản ghi nhớ hợp tác song phương, tổ chức hội thảo Phật giáo và an sinh xã hội giai đoạn 2023-2025-2027, chung tay phát triển thành phố xanh sạch bền vững. Cụ thể là khoảng 1.700 ngôi chùa của thành phố sẽ bảo trợ khoảng 3.600 bộ thùng rác phân loại theo mô hình Nhật Bản cho đồng bào sử dụng, xây dựng chiến dịch bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm, phát triển chương trình gia đình Phật giáo và sinh viên Lào Campuchia nhằm thắt chặt tinh thần hữu nghị, bền vững, an ninh quốc phòng giữa các quốc gia. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trao quyết định công nhận chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đối với Hòa thượng Thích Lệ Trang, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 8, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế thông báo 4 lô thuốc viên nén Ofazidone điều trị giảm đau hạ sốt bị làm giả. Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Mỹ phẩm Thực phẩm Hà Nội lấy mẫu 4 lô thuốc trên nhãn có ghi viên nén Ofazidone do Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội sản xuất. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượng về các chỉ tiêu định tính, định lượng caffeine và định lượng paracetamol. Cơ quan chức năng đối chiếu các mẫu thuốc giả và thuốc thật do Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội cung cấp phát hiện những điểm khác biệt. Cụ thể, nét khắc chữ TK trên viên thuốc giả không sắc nét, màu sắc trên viên thuốc giả không đồng nhất. Cục Quản lý Dược khuyến cáo người dân không buôn bán, sử dụng thuốc giả có dấu hiệu nhận biết như trên. Cơ quan chức năng kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc, truy tìm nguồn gốc Ofazidone giả. Thưa quý vị, trước dự báo áp thấp nhiệt đới hoạt động ở phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão với tên gọi là bão Maong, trong khoảng 24 đến 48 giờ tới sẽ đi vào Biển Đông. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công điện gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí.
Cụ thể, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ ngành chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau. Theo dõi chặt chẽ, thông báo cho chủ phương tiện và thuyền trưởng tàu thuyền biết diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và phương tiện. Thông tin hướng dẫn các chủ cơ sở sản xuất để điều chỉnh kế hoạch sản xuất trên biển, ven biển phù hợp với diễn biến của bão. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão để chính quyền các địa phương và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Thưa quý vị, kể từ đầu năm tới nay, giá trị đồng đô la Mỹ đã tăng giá gần 11%. So với tiền đồng Việt Nam, đồng đô la Mỹ chỉ mới tăng khoảng 2%. Mức biến động này được cho là ổn định so với nhiều thị trường khác. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng không tránh khỏi những tác động, không chỉ đến từ sự biến động tỷ giá đồng Việt Nam so với đô la Mỹ, mà quan trọng hơn là đến từ sự tăng mạnh của nhiều cặp đồng tiền khác so với đô la Mỹ. Thưa quý vị, đây là những mặt hàng nón bảo hiểm được nhập khẩu 100% từ nước ngoài. Thay vì trước đây, doanh nghiệp này một tháng có thể nhập 2 công hàng như thế này, thì bây giờ tỷ giá đồng đô la Mỹ đã tăng lên khoảng 2%, khiến cho việc thanh toán bằng đồng đô gặp khó khăn. Và hiện nay thì một tháng doanh nghiệp chỉ có thể nhập một công hoặc có thể tốn thời gian lâu hơn. Vừa có hoạt động nhập khẩu phân phối hàng tại thị trường nội địa, vừa có sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp này đang phải chịu tác động kép từ việc tăng tỷ giá. Đối với hàng nhập khẩu, khó khăn về dòng tiền đô la Mỹ khiến thời gian thanh toán bị chậm hơn 2 tuần so với trước đây, làm phát sinh nhiều chi phí không cần thiết. Còn ở thị trường đối tác, doanh nghiệp cũng đang đối mặt với nhiều rủi ro. Khi mà đồng đô la nó tăng giá thì sẽ ảnh hưởng đến lại cái phần chi phí làm hàng của nhà cung cấp và nhà cung cấp sẽ có xu hướng tăng cái phần chi phí lên. Về phần xuất khẩu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ như mình xuất hàng cho Trung Quốc và Trung Quốc họ cũng đang bị siết chặt các phần thanh toán. Vậy thì những cái hàng hóa mà mình đã làm hàng và đợi họ để thanh toán và xuất hàng đi thì sẽ bắt đầu bị lưu giữ lại tại kho hàng. Tỷ giá tăng tưởng chừng có lợi cho xuất khẩu, nhưng thực tế đơn hàng cũng bị chững lại. Đây cũng là tình trạng mà doanh nghiệp gỗ mỹ nghệ này đang gặp phải. Do tỷ giá đô la Mỹ so với nội tệ của các thị trường lớn khác có mức tăng cao gấp nhiều lần, nên nhiều đối tác đã tạm ngừng nhập hàng để tránh thanh toán bằng đô la Mỹ với mức giá quá cao hiện nay. Tỷ giá đô tăng so với các cái đồng tiền khác thì làm cho các cái quốc gia, ví dụ châu Âu, Nhật với Hàn thì họ chậm mua hàng. Ngoài ra thì có một cái mà chúng tôi hồi xưa thì là xuất thị trường Mỹ vào cuối năm thì là nhiều, nhưng mà do cơ chế bị lạm phát nên là đợt này cuối năm thì cũng nó đang các cái đơn hàng nó bị chậm đi. Tiền đồng nó mất giá thì về nguyên tắc là hàng Việt Nam trở nên rẻ hơn ở Mỹ. Nhưng mà ở thị trường Mỹ và một số thị trường châu Âu khác là chúng ta phải cạnh tranh với các nhà xuất khẩu khác. Hàng ở mấy nước khác nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Tại vì sao? Cái tiền của họ rớt giá còn nhiều hơn Việt Nam. Do đó là nó sẽ tạo ra cái khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. Hiện kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vẫn còn khả quan do các hợp đồng xuất khẩu được ký kết nhiều tháng trước, thậm chí cả năm. Nhưng khi ký lại các hợp đồng mới, các nhà nhập khẩu sẽ phải đàm phán lại giá cả với các doanh nghiệp Việt Nam. Đây là vấn đề cần có giải pháp để chủ động ứng phó. Theo dự báo, việc tăng lãi suất đồng đô la Mỹ của Fed vẫn chưa dừng lại. Từ giờ đến cuối năm, dù tốc độ tăng sẽ chậm lại. Trước tình hình trên, thì nhiều ý kiến cho rằng các nhà hoạch định chính sách cần đảm bảo sự cân đối giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát. Về phía doanh nghiệp, cũng cần chủ động, linh hoạt, thích ứng với diễn biến thị trường, từ đó đưa ra những giải pháp sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Việt Nam là nền kinh tế mở nên biến động của thị trường tiền tệ thế giới ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp trong nước là điều khó tránh khỏi. Vấn đề đặt ra là doanh nghiệp cần có những tính toán linh hoạt, chủ động nguồn nguyên liệu và thị trường thay thế. Thời điểm này thị trường nó không tốt, mình nhập cái mức độ tối thiểu thôi, nhập ít nhất giảm đi là một cái. Thứ hai là nếu mà có điều kiện đó, thì mua đô kỳ hạn đấy, thì nó ổn định hơn. Có nghĩa trước khi mình ký hợp đồng thì mình mua đô ngay thì mình biết cái giá thời điểm đó. Thì sau này có lên thì mình không có bị ảnh hưởng nữa. Thay thế các nguyên liệu để nó giảm cái giá thành hơn. Và chẳng hạn như các cái nguồn cung cấp mà
kim loại hay là các cung cấp vải thì chúng tôi ưu tiên là mua các nhà sản xuất trong nước hoặc là phát triển mạnh mẽ hơn đối với các nhà cung cấp trong nước để nó giảm chi phí giá đầu vào. Ngân hàng Nhà nước cho biết đang và sẽ sử dụng công cụ chính sách tiền tệ đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô cũng như điều hành tỷ giá ở mức hợp lý. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều chỉnh ở mức nào để hợp lý là vấn đề quan trọng. Trong cả năm vừa rồi, trong ba quý vừa rồi, thì tới bây giờ thì gần hết quý 3 thì là cái tốc độ phát triển và sự ổn định kinh tế của chúng ta khá là tốt. Các cái chính sách hỗ trợ khá tốt cho cái vấn đề phát triển và ổn định cũng giống như phục hồi sau Covid. Tuy nhiên thì là mỗi một giai đoạn trong cái bối cảnh mà quá nhiều cái sự bất định trên thế giới như thế này thì cái chính sách của chúng ta thì cần phải điều chỉnh linh hoạt và phù hợp với từng giai đoạn. Ngân hàng Trung ương vẫn duy trì một cái chính sách tỷ giá là linh hoạt để vừa đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, vừa hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu tăng trưởng và phát triển. Cụ thể là cái tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Trung ương thì trong đến thời điểm này thì chỉ tăng 0,12% so với cùng kỳ và tăng 0,2% so với cuối năm 2021. Theo các chuyên gia, để phòng ngừa rủi ro tỷ giá, doanh nghiệp có thể lựa chọn những ngân hàng có khả năng tài trợ thương mại tốt, sử dụng những công cụ tài chính phái sinh như mua bán ngoại tệ có kỳ hạn, các hợp đồng hoán đổi, đảm bảo cho các hoạt động xuất nhập khẩu được kế hoạch hóa một cách khoa học. Còn về lâu dài, việc tăng sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu, tạo sự khác biệt cho sản phẩm luôn luôn là điều doanh nghiệp cần hướng tới. Tiếp theo là một số thông tin được đăng tải trên các báo số ra sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, báo Sài Gòn Giải Phóng có bài Cơ hội mới cho đường sắt Việt Nam. Theo quy hoạch được công bố, đến năm 2030, ngành đường sắt sẽ có 9 tuyến đường mới với tổng chiều dài là 2.362 km. Trong 9 tuyến đường sắt đã quy hoạch, dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đang được chính phủ, các bộ ngành và người dân quan tâm nhất. Khởi động từ năm 2005 và sau nhiều lần cân nhắc, mới đây dự án được Bộ Giao thông Vận tải dự kiến trình Bộ Chính trị xem xét về chủ trương đầu tư vào tháng 9 năm 2022. Trong bài viết tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ chờ cơ chế phù hợp, bài báo thông tin Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Ban quản lý dự án đường sắt chỉ đạo tư vấn khẩn trương hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ. Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu dự án này sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trước năm 2025 và thực hiện đầu tư trước năm 2030. Báo Pháp Luật số ra sáng nay có bài Không lơ là dịch bệnh trước thềm năm học mới. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 1 triệu học sinh bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã tụ trường chuẩn bị cho năm học mới. Công tác phòng chống dịch được các trường thực hiện nghiêm túc. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, thành phố đang bước vào những ngày cuối của tháng cao điểm tiêm vaccine chuẩn bị cho năm học mới. Tỷ lệ tiêm chủng tăng lên từng tuần do sự vận động phối hợp của các ngành, đặc biệt là ngành y tế. Ngành y tế và ngành giáo dục đã phối hợp chuyển thông tin dịch bệnh hàng ngày và những yêu cầu của thành phố đến phụ huynh học sinh nhằm tạo sự đồng thuận cao trong việc tạo ra miễn dịch cộng đồng để các em an toàn tới trường. Ngày 22 tháng 8, một số doanh nghiệp lữ hành cho biết các tour du lịch dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 đã gần lấp đầy. Khách đặt tour trọn gói tăng đáng kể, bao gồm các điểm đến tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhiều địa phương khác như là Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt. Dịp lễ 2 tháng 9 năm nay cũng là thời điểm bùng nổ các tour tuyến mới cho du khách khám phá trải nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh, chẳng hạn như chùm tour Tôi yêu Sài Gòn, Ký ức biệt động Sài Gòn, Về chợ lớn xem múa lân, Gò Vấp trăm năm tìm lại dấu xưa. Các sản phẩm du lịch này đã và đang được đẩy mạnh nhằm thu hút khách nội địa cũng như là quốc tế đến với Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần gia tăng chi tiêu, kích hoạt du lịch sau dịch COVID-19. Bản tin tiếp nối với các thông tin quốc tế. Thưa quý vị, chính phủ Ukraine vừa cấm tổ chức các sự kiện đến để kỷ niệm ngày độc lập 24 tháng 8 tại nhiều thành phố của quốc gia này. Sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Moscow có thể tấn công bằng tên lửa vào ngày kỷ niệm này. Tại thủ đô Kiev, toàn bộ các sự kiện tập trung đông người đều bị cấm tổ chức từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8. Thành phố lớn thứ hai của Ukraine là Kharkov cũng ban hành lệnh cấm tương tự. Kharkov cũng áp đặt lệnh giới nghiêm
từ 19 giờ ngày 24 tháng 8 đến 7 giờ sáng ngày 25 tháng 8. Tướng Mykola Zhirinov, người đứng đầu cơ quan quân sự khu vực Kiev, nói rằng Ukraine áp đặt lệnh cấm này trước các mối đe dọa tấn công bằng tên lửa và bom từ Nga vào các tổng hành sinh quan trọng, các cơ sở quân sự, công nghiệp quốc phòng, cơ sở hạ tầng quan trọng và các khu dân cư lân cận. Ngày 22 tháng 8, Ngân hàng City của Mỹ dự báo mức lạm phát của Anh có thể đạt mức 18% vào đầu năm 2023. Nếu trở thành hiện thực thì đây sẽ là tỷ lệ trượt giá đồng tiền lớn nhất của xứ sở sương mù kể từ năm 1976. Trong khi đó, Đức có nguy cơ đối diện với tỷ lệ lạm phát cao nhất trong hơn 7 thập kỷ qua. Ngân hàng Trung ương Anh đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ lạm phát ở mức 2%, có nghĩa chỉ bằng 1/9 so với dự báo về lạm phát của Ngân hàng City. Trước đó, vào tháng 6, lạm phát thường niên của Anh đã chạm mức 9,4%, đây là mức cao nhất kể từ năm 1982. Để đối phó với tình hình này, Ngân hàng Trung ương Anh có thể tăng lãi suất thêm 1,25 điểm phần trăm lên mức 3% trước thời điểm cuối năm nay. Trước đó, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức Joachim Nagel nói rằng lạm phát của Đức có thể tăng lên mức 2 con số. Lần cuối cùng Berlin ghi nhận lạm phát 2 con số là vào năm 1951, tức hơn 70 năm trước, với mức 11%, và tình hình lạm phát tăng sẽ không sớm biến mất vào năm 2023. Ông Nagel cũng nói rằng nếu tình hình cung cầu năng lượng tiếp tục leo thang, Đức có thể sẽ rơi vào suy thoái vì lạm phát ở nước này bị tác động chủ yếu bởi giá năng lượng. Để ứng phó với điều này, ông Nagel kêu gọi ECB tiếp tục tăng lãi suất. Hồi tháng trước, ECB đã nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản và dự báo có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Tháng 9 tới, ECB sẽ họp chính sách và đưa ra quyết định tiếp theo về lãi suất. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội Nhật Bản mới đây cho biết đã phát hiện các trường hợp làm việc ngoài giờ trái phép ở hơn 10.000 doanh nghiệp trong năm 2021. Theo bộ trên, sau khi kiểm tra hơn 32.000 doanh nghiệp trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm nay, các thanh tra đã phát hiện tình trạng nhân viên làm việc ngoài giờ trái phép ở 10.986 doanh nghiệp, trong đó cá biệt có một doanh nghiệp làm ngoài giờ tới 246 giờ một tháng. Các thanh tra cũng phát hiện hơn 2.600 doanh nghiệp không trả thêm tiền cho người lao động làm ngoài giờ. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội Nhật Bản cho rằng nhiều doanh nghiệp yêu cầu người lao động làm việc thêm giờ trong bối cảnh kinh tế phục hồi sau đại dịch COVID-19 và khó tuyển thêm được nhân viên. Nhật Bản cho biết sẽ có hướng dẫn chặt chẽ hơn đối với các doanh nghiệp vì làm việc quá giờ có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động. Trung Quốc đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất, cũng là thời kỳ nhiệt độ cực cao kéo dài lâu nhất trong 6 thập kỷ qua. Theo số liệu mới nhất, thì diện tích hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc là hồ Bojang đã bị thu hẹp đến 75% do hạn hán kéo dài. Tổng diện tích của hồ Bojang ở tỉnh Giang Tây hiện nay là 575 km2, giảm gần 2.500 km2 so với cùng thời điểm của các năm có khí hậu bình thường trước đây. Trong khi đó, mực nước ở trạm thủy văn Xinchi giảm xuống còn 9,56 m, giảm hơn 7 m so với các năm trước. Lượng mưa trung bình trên toàn tỉnh Giang Tây trong tháng 8 là từ 120 đến 140 mm, ít hơn hẳn các năm trước. Nhiệt độ cao và mưa ít ở đây được dự báo sẽ tiếp tục trong tháng 9. Hồ Bojang bước vào mùa khô vào ngày 6 tháng 8, thời điểm sớm nhất kể từ khi số liệu về hồ được thu thập vào năm 1951. Nhiều địa phương ở tỉnh Giang Tây đã ban bố cảnh báo về tình hình thời tiết nóng bức, nhiệt độ hiện tại đã vượt quá 40 độ C. Không chỉ Trung Quốc mà nhiều nơi khác trên thế giới cũng đang phải đối mặt với nạn hạn hán nghiêm trọng nhất nhiều năm qua, đe dọa trực tiếp đến đời sống người dân và nhiều hệ lụy về kinh tế xã hội. Nhìn ra thế giới hôm nay cũng sẽ điểm qua tình hình hạn hán tại một số khu vực. Thưa quý vị, một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc cho thấy tần suất và thời gian hạn hán đã tăng gần 1/3 kể từ năm 2000. Biến đổi khí hậu được cho là thủ phạm góp phần gây ra tình trạng này. Ở Mỹ, miền Tây nước này đang hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong hơn 1.000 năm qua. Sông Colorado có tầm quan trọng đối với đời sống và hoạt động sản xuất trong khu vực. Nhưng hai thập kỷ qua, lượng mưa luôn ở mức trung bình đã đặt nó vào tình trạng nguy cấp. Tại miền Tây nước Mỹ, hạn hán kỷ lục đang vắt kiệt các hồ chứa nước lớn nhất. Một khảo sát của Liên đoàn Nông nghiệp Mỹ AFBF đã chỉ ra rằng gần 3/4 số nông dân nước này phải chịu ảnh hưởng nặng vì hạn hán năm nay. Các quan chức Mỹ hôm 16 tháng 8 cho biết một số bang của Mỹ và Mexico phải giảm lượng nước sử dụng để tránh khai thác con sông Colorado quá mức.
Bộ Nội vụ Mỹ cho biết tác động của biến đổi khí hậu như nhiệt độ khắc nghiệt và lượng mưa thấp dẫn đến tình trạng hạn hán ngày càng trầm trọng và ảnh hưởng đến lưu vực sông Colorado. Ngoài ra, hạn hán nghiêm trọng cũng làm trầm trọng thêm nguy cơ cháy rừng và phá vỡ hệ sinh thái, làm gia tăng căng thẳng đối với các cộng đồng và cảnh quan. Tình trạng thiếu nước còn ảnh hưởng đến vùng Đông Bắc nước Mỹ. Trước đây, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu được cảm nhận rõ trên khắp khu vực này khi mực nước biển bắt đầu dâng cao, mưa lớn và triều cường khiến lũ lụt và xói mòn thường xuyên xuất hiện dọc bờ biển. Năm nay lại khác, đợt hạn hán nghiêm trọng đang làm giòn thêm các bãi cỏ khô úa. Nhiều nông dân cho biết tình hình đang rất căng thẳng khi diện tích lớn đất canh tác có thể bị bỏ phí vô ích vì cây không thể mọc nổi. Theo kênh truyền hình CNN, hơn 43% tiểu bang đang chịu hạn hán. Còn theo khảo sát của một công ty bảo hiểm chuyên về nông nghiệp, hạn hán năm nay đang gây ra nhiều khó khăn hơn so với năm 2021. 37% nông dân cho biết đang tiêu hủy cây trồng vì sẽ không thu hoạch được do thiếu nước. Con số này tăng vọt so với mức 24% của năm ngoái. Ông Ben May, giám đốc nghiên cứu vĩ mô toàn cầu tại Cơ quan Nghiên cứu và Dự báo Kinh tế Oxford Economics cho rằng, nếu tình hình nắng nóng tiếp tục kéo dài, nó sẽ tác động đáng kể lên các khu vực chịu ảnh hưởng. Khắp châu Âu, hạn hán hàng trăm năm có một đang khiến các con sông lớn từng cuồn cuộn chảy, giờ trông như những dòng suối nhỏ. Thiên tai dự báo sẽ gây hậu quả nghiêm trọng với các ngành sản xuất, vận tải hàng hóa, năng lượng và sản xuất lương thực. Nhiệt độ cao khắp châu Âu đã khiến mực nước tại các sông ngòi và hồ chứa xuống mức thấp. Nguồn cung cấp năng lượng từ thủy điện, hạt nhân và năng lượng mặt trời bị suy giảm. Giao thông đường thủy, công nghiệp và nông, lâm, ngư nghiệp đều bị ảnh hưởng. Hồi đầu tháng 8, Đài quan sát hạn hán châu Âu vừa mới công bố cho biết 60% diện tích châu Âu và Vương quốc Anh hiện đang trong tình trạng hạn hán. Không có lượng mưa đáng kể nào được ghi nhận trong gần 2 tháng qua khắp Tây, Trung và Nam châu Âu. Dự báo thời tiết cũng không nhận thấy khả năng có mưa ở lục địa già trong tương lai gần. Theo các nhà khoa học, đợt hạn hán năm 2022 có thể là nghiêm trọng nhất tại châu Âu trong 500 năm qua. Sông Loire, con sông dài nhất của Pháp, giờ đây nhiều đoạn có thể băng qua chỉ bằng cách đi bộ. Nước sông Rhine ở Đức đang ở mức thấp đến độ không đủ an toàn cho các xà lan chở hàng. Ở Italia, sông Po thấp hơn bình thường 2 mét. Còn tại Serbia, người ta đang cố gắng nạo vét sông Danube để dòng chảy thêm mạnh. Việc hạn chế sử dụng nước trong điều kiện thời tiết khô hạn cũng gây cháy rừng và đe dọa các loài thủy sinh trên khắp các khu vực của châu Âu. Mặc dù mức nhiệt 40 độ C là bình thường ở một số nơi, nhưng nó lại là điều khiến lục địa này cực kỳ lo lắng. Theo Mariam Jacharia, nhà khoa học khí hậu tại Đại học Imperial London, nước Anh, ở nhiều nước châu Âu, các tòa nhà không được thiết kế để chịu được nhiệt độ dù chỉ ở mức 25 độ C. Nhất là ở Bắc Âu, khi nhà cửa đa phần được xây dựng để chống chọi với cái lạnh và hiếm khi có máy lạnh. Hạn hán, nắng nóng còn gây lo ngại ảnh hưởng đến mùa đông năm nay khi các tuyến sông lớn đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển khí đốt, than. Nhất là trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ở châu Âu từ xung đột Nga-Ukraine. Còn tại Trung Quốc, lần đầu tiên sau 9 năm, chính quyền phải phát đi cảnh báo hạn hán trên toàn quốc. Đất nước đông dân nhất thế giới đang đối đầu với một trong những đợt nắng nóng gay gắt nhất trong 6 thập kỷ qua. Ngày 21 tháng 8, Trung Quốc tiếp tục ban bố báo động đỏ nghiêm trọng nhất về nhiệt độ cao, kéo dài thời gian báo động đỏ tại nước này lên ngày thứ 10. Trước đó, ngày 19 tháng 8, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao ở mức đỏ ngày thứ 30 liên tiếp. Tính đến ngày 20 tháng 8, 65 trạm quan sát khí tượng quốc gia trên toàn Trung Quốc đã thông báo ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục. Ít nhất 244 thành phố của Trung Quốc ghi nhận mức nhiệt độ cao trên 40 độ C. Các chuyên gia dự báo nhiệt độ sẽ giảm vào cuối tháng 8, có thể sau ngày 25 hoặc 26 tháng 8 tới. Các tỉnh ở miền Nam và miền Trung của Trung Quốc, đặc biệt là những tỉnh dọc theo sông Dương Tử, là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hạn hán rút cạn nước sông, đe dọa mùa màng và khiến nhiều nhà máy phải đóng cửa vì thiếu điện. Không chỉ chiến đấu với cháy rừng, các chính quyền địa phương còn phải chạy đua cứu vụ mùa. Các quan chức địa phương đã được chỉ thị giữ nước cho sinh hoạt, giảm sử dụng cho nông nghiệp, thương mại và công nghiệp. Trước đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ngày 20 tháng 8 đã nâng cảnh báo hạn hán từ mức vàng lên mức cam, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo 4 màu. Còn Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cảnh báo hạn hán có thể kéo dài đến tháng 9 năm 2022 và phải mất vài tháng để sông Dương Tử khôi phục lượng nước bình thường.
Theo dữ liệu từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc vào cuối ngày 18 tháng 8, nhiệt độ cao đã gây ra thiệt hại kinh tế 2,73 tỷ nhân dân tệ, tương đương 400 triệu đô la Mỹ trong tháng 7 và ảnh hưởng đến 5,5 triệu người. Trung Quốc đang phải đối mặt với một loạt thảm họa do mưa lũ trong mùa hè này, cùng lúc với tình trạng nắng nóng khắc nghiệt cũng như hạn hán tại nhiều vùng khác nhau. Đây là đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng nhất được ghi nhận tại Trung Quốc trong 60 năm trở lại đây. Trung Quốc cũng tin rằng hạn hán do biến đổi khí hậu gây ra. Theo các nhà khoa học, mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và hạn hán rất phức tạp. Các nghiên cứu cũng cho thấy khô hạn có thể kéo dài trong nhiều năm tới. Trong tình hình đó, giới chuyên gia nhấn mạnh đến các giải pháp bền vững trong sản xuất nông nghiệp và quản lý năng lượng, nhất là cần coi trọng nguồn nước hơn. Nhìn ra thế giới hôm nay xin khép lại tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Quay trở lại với phần tin trong nước, thưa quý vị, Việt Nam đã mở cửa lại cho du khách quốc tế và mới đây thì chuyên trang du lịch The Culture Trip đã liệt kê ra 6 hoạt động thú vị ở Việt Nam mà bất kỳ du khách nào nếu lựa chọn du lịch ở Việt Nam trong thời điểm này thì cũng nên trải nghiệm một lần trong đời. Thăm phố cổ Hà Nội. Phố cổ Hà Nội là khu vực không thể bỏ qua khi du lịch ở thủ đô. Ngoài các mặt hàng được bày bán, nơi đây còn mang những nét kiến trúc độc đáo, giao thoa giữa cổ điển và hiện đại. Đi chợ nổi, mua sắm ở các khu chợ nổi không chỉ là trải nghiệm thú vị và mới mẻ, mà còn là cách để khách du lịch khám phá văn hóa và hiểu được cuộc sống thường nhật của người dân bản địa. Ăn uống vỉa hè tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh, du khách còn có thể thưởng thức những món ăn ngon trong các hàng quán vỉa hè ở bất kỳ thành phố nào tại Việt Nam, đồng thời tìm hiểu về cuộc sống của người dân bản địa. Mua quần áo ở phố cổ Hội An. Ngoài nét kiến trúc văn hóa độc đáo, Hội An còn nổi tiếng vì nghề may đo với nhiều thợ may giàu kinh nghiệm. Du khách có thể dễ dàng tìm mua cho mình những bộ quần áo đẹp mắt với mức giá hợp lý hoặc mua làm quà lưu niệm. Trải nghiệm rooftop bar ở thành phố Hồ Chí Minh. Các quán bar trên tầng thượng của các tòa nhà cao tầng là nơi thực khách được thưởng thức các loại cocktail ngon và ngắm nhìn khung cảnh thành phố từ trên cao. Khám phá các hang động ở vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ là điểm dừng chân lý tưởng và mang tới nhiều cảm xúc mới mẻ cho những du khách ưa thích loại hình du lịch mạo hiểm khi đến Việt Nam. Thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Trung Thu. Thời điểm này, bên cạnh việc gia đình lựa chọn mua bánh Trung Thu, thì tại các khu xóm đạo ở Phú Bình, nơi cung cấp lồng đèn truyền thống lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, không khí đã tất bật, nhộn nhịp. Những người thợ đang gấp rút hoàn tất những công đoạn cuối cùng để cho ra những chiếc lồng đèn đầy màu sắc, phục vụ cho nhu cầu chơi Tết Trung Thu của các em nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác. Gia đình ông Sĩ đã có truyền thống làm lồng đèn hơn 50 năm nay. Dù đã qua nhiều thế hệ, nhưng gia đình ông vẫn giữ gìn nghề truyền thống của ông cha. Những ngày này, gia đình ông lại tất bật mỗi người một việc để kịp các đơn hàng. Ra riêng cái là mình mua tre về, mình trẻ rồi mình cột những chi tiết nhỏ trước. Để dồn đấy, trong cái gần đến mùa Trung Thu, lúc đó mình mới ráp thành nguyên con để rồi mình hoàn thiện hết rồi mình bán. Để làm được một chiếc lồng đèn Trung Thu truyền thống, cần qua rất nhiều công đoạn, đòi hỏi người làm nghề phải tỉ mỉ từng chi tiết để cho ra những chiếc lồng đèn lung linh, nhiều màu sắc, phù hợp với thị hiếu của trẻ nhỏ. Trước đây thì lồng đèn truyền thống họ chỉ có làm mấy lồng đèn cá bướm thôi, rồi ong, rồi gà thôi. Nhưng mà sau này, theo nhu cầu và sở thích của các bé lớn lên chẳng hạn, có Doraemon thì lại làm thêm hình dạng lồng đèn Doraemon. Lồng đèn mèo chuột. Em vẫn thích những cái đồ mà nó vẫn thủ công hơn một xíu. Đó là nó kiểu nó như ngôi sao hay là những cái bằng giấy bóng hơn là chơi những cái đồ bằng nhựa. Khách đa số là lựa mấy cái đèn kính này nè, họ làm mấy con này để dành cho mấy trẻ em nó chơi á. Rồi bọn em cũng đưa ra cái giá trung bình để họ mua cho trẻ em chơi. Những chiếc lồng đèn Trung Thu truyền thống đã gắn liền với những ký ức hồn nhiên, đẹp đẽ trong tuổi thơ của bao thế hệ người Việt Nam. Dù ở thời đại nào thì những giá trị văn hóa tốt đẹp ấy vẫn luôn được gìn giữ để mỗi mùa Trung Thu đến lại có sự hiện diện của những chiếc lồng đèn đầy màu sắc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.